Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: sự phấn khích về một quỹ ETF Bitcoin giàu ngày đã quay trở lại. Với việc gã khổng lồ tài chính BlackRock tham gia cuộc đua giành ETF đã làm dấy lên hy vọng rằng SEC sẽ phê duyệt sản phẩm được cộng đồng chờ đợi từ lâu. Đã một thập kỷ trôi qua sau khi ngành công nghiệp crypto lần đầu tiên nộp đơn thành lập ETF Bitcoin. Vào tháng 7 năm 2013, Cameron và Tyler Winklevoss đã đệ trình để ra mắt quỹ Bitcoin ETF đầu tiên. 11 năm sau, ngành công nghiệp vẫn đang chờ đợi một sản phẩm ETF Bitcoin giao ngày tại Hoa Kỳ. Một ETF Bitcoin nếu được phê duyệt sẽ cho phép một lượng lớn các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ tiếp cận với Bitcoin như một tài sản. Họ sẽ không gặp phải các rắc rối khi thiết lập ví hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư lớn như các quỹ trị giá hàng triệu đô la sẽ có thể đầu tư vào một sản phẩm Bitcoin được quản lý. Đó là một số lý do khiến những người ủng hộ muốn thấy một quỹ ETF Bitcoin được SEC chấp nhận. Cách đây hơn 2 năm, Ủy ban chứng khoán Ontario đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin lần đầu tiên ở Bắc Mỹ, làm dấy lên hy vọng rằng một sản phẩm như vậy ở Mỹ cũng có thể sớm được phê duyệt. Cuối năm 2021, SEC Hoa Kỳ đã phê duyệt ETF tương lai Bitcoin đầu tiên, mở ra cơ hội cho một số sản phẩm tương tự khác. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quỹ ETF Bitcoin giao ngày tại Hoa Kỳ. Nhưng việc nộp đơn của BlackRock cách đây vài tuần đã báo hiệu rằng thời điểm có thể sắp đến. Trong vài tuần qua, hàng loạt quỹ đầu tư khác cũng đang nộp đơn thành lập quỹ ETF Bitcoin giao ngày ở Hoa Kỳ. Thị trường có lẽ đã phát triển đủ để hỗ trợ quỹ ETF và các công ty có thể chứng minh cho SEC rằng quỹ ETF Bitcoin sẽ an toàn. Sàn Coinbase sẽ là thị trường cho tất cả các tổ chức phát hành ETF lớn cho đến nay, cụ thể là Nasdaq và Cboe, thay mặt cho BlackRock, Fidelity và VanEck. SEC đã đưa ra các thỏa thuận chia sẻ giám sát trong quá khứ. Vào năm 2019, cơ quan quản lý đã công bố một đơn đặt hàng dài 112 trang, giải thích việc từ chối ứng dụng ETF Bitcoin từ Bitwise, nói rằng thị trường Bitcoin có quá nhiều khả năng bị thao túng và cần phải có một thỏa thuận chia sẻ giám sát với một thị trường quy mô lớn liên quan đến các tài sản cơ bản để ngăn chặn bất kỳ sự thao túng tiềm ẩn nào. James Seyfert, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, người đã theo dõi các ứng dụng ETF Bitcoin trong nhiều năm cho biết, một vấn đề là không có định nghĩa rõ ràng về thị trường quy mô lớn là như thế nào. Coinbase chắc chắn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo CoinGecko, nó có tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ cao hơn gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Kraken. SEC thậm chí đã thừa nhận vai trò của Coinbase tại Hoa Kỳ, nói rằng đây là một trong những nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới và lớn nhất ở Hoa Kỳ trong vụ kiện chống lại sàn giao dịch. Vụ kiện của SEC chống lại Coinbase không liên quan gì đến thị trường Bitcoin. Đó cũng là một trong những lý do khiến các công ty này tìm đến sàn giao dịch với tư cách là đối tác thỏa thuận chia sẻ giám sát của họ. Vậy câu hỏi là liệu SEC có đồng ý rằng Coinbase đang vận hành một thị trường Bitcoin được quy định có quy mô đáng kể, và liệu điều đó có cần thiết để được chấp thuận hay không? Vào năm ngoái, SEC dường như không nghĩ rằng có bất kỳ thị trường được quản lý nào dành cho Bitcoin. Cụ thể, khi phê duyệt ETF tương lai Bitcoin của Ethereum vào tháng 4 năm 2022, SEC đã viết rằng thị trường Bitcoin giao ngày hiện không được kiểm soát, trong một chú thích lý giải tại sao các thỏa thuận chia sẻ giám sát đối với thị trường tương lai Bitcoin sẽ không hoạt động đối với ETF giao ngày. Trong khi đó, hồ sơ BlackRock và Nasdaq lập luận rằng ngay từ đầu không cần phải có một thị trường quan trọng, chỉ ra những lần từ chối ETF trong quá khứ. Hồ sơ cho biết thị trường đầu tương lai Bitcoin phải đủ cho thử nghiệm quy mô đáng kể của SEC. Rõ ràng nếu quỹ ETF Bitcoin giao ngày được phê duyệt tại Hoa Kỳ, nó sẽ mở ra một chương mới cho Bitcoin và những người đam mê crypto. Giá Bitcoin chắc chắn sẽ tăng mạnh sau khi sự kiện này xảy ra. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.